Xin chào quý vị anh chị đến với bản tin chứng khoán sáng ngày 27 tháng 8. Em là Đỗ Tuấn, thuộc team tham mưu ITP Club. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào điểm những cái tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì giá vàng lại tiếp tục là có dấu hiệu quay lại trở lại cái đà tăng. Vàng qua tăng 30 đô lên mức gần 1945-1950. Và theo nhận định là giá vàng vẫn còn tăng tiếp, và đồng đô thì tiếp tục là có cái động thái suy yếu. Đây giới đầu tư đương chờ đợi cái bài phát biểu sắp tới của chủ tịch Fed và xem các cái chính sách tiền tệ mới xem nó như thế nào, và nhìn chung là đà tăng của giá vàng vẫn sẽ còn. Và vàng sẽ vẫn còn tăng trong dài hạn vài năm tới. Dầu mỏ, ngành dầu mỏ của Mỹ lại đương có những cái mối đe dọa lớn khi mà cơn bão lớn chuẩn bị đổ bộ vào. Các nhà khai thác dầu thô thì đã tiến hành cắt giảm sản lượng, và các cái nhà máy lọc dầu ở gần bờ biển thì cũng đang tạm dừng hoạt động. Giá dầu vẫn đương ở mức 43 đô một thùng thôi, cũng không phải là quá cao. Vẫn chưa hồi phục lại như cái vùng trước khi dịch bệnh xảy ra. Trước dịch dầu cũng duy trì ở mức 55-60 đô cơ. Này cũng khá là thấp. Tuy nhiên thì cổ phiếu dầu khí Việt Nam cũng phản ánh khá là tích cực với những tin tức này. Hôm qua dòng dầu khí PVD, PVS, PVT đều có cái mức tăng khá là tốt, từ 4 đến 5%. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi điểm qua một chút về ngành dầu khí em có cơ hội mua không. Về tin tức trong nước thì cũng không có gì nhiều. Đấy nhất thì có 42 doanh nghiệp bị phạt vì không chịu lên sàn do cổ phần hóa. Và nhà nước vẫn đương đẩy mạnh cái việc là cổ phần hóa. Thứ nhất là để tăng cái khả năng phát triển của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là để thu lại một phần vốn nhà nước về để phục vụ cao mục đích đầu tư công. Và nhiều doanh nghiệp thì sau khi cổ phần hóa xong lại không liêm yết trên sàn. Khá là chậm trễ thì cũng có những cái chế tài xử phạt để thúc đẩy các cái việc doanh nghiệp lên sàn sớm. Và gần đây thì có một số cái tin về tỷ lệ premium đối với các cái cổ phiếu hết room ấy. Như hôm qua em có nói rồi, cổ phiếu và cái hôm trước em có nói về cái quỹ của Đài Loan đầu tư vào những cổ phiếu hết room, thì thực tế là khi mà đầu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các cổ phiếu hết room thì họ sẽ bị trao tay với một cái tỷ lệ premium khá là cao. Đây đáng chú ý là nổi bật là Thế Giới Di Động có tỷ lệ lên đến 45%. Ví dụ Thế Giới Di Động trên sàn đương là 80 thì phải mua với mức giá gần như là 101-102 đấy, khá là cao. Rồi FPT cũng vậy, chứ mà các quỹ này họ đừng rất là tin tưởng vào tiềm năng phát triển trong tương lai cổ phiếu, chấp nhận mua mới mức giá cao hơn trên sàn khá là nhiều. FPT mức chênh này khoảng 20%. Một số mã khác như là Techcombank, VPBank, MBBank, ACB đều mức khoảng 7%, rất là cao. Về doanh nghiệp thì có tin về gỗ Trường Thành TTF. Thì Võ Trường Thành và con trai đã chuyển giao tài sản khắc phục hậu quả đối với gỗ Trường Thành sau cái bê bối năm 2016 kiểm kê hàng tồn kho thiếu hụt 980 tỷ đồng.
TTF hôm qua bắt đầu tăng trần rồi. Nhưng mà với những cái doanh nghiệp mà có cái ban lãnh đạo thực sự như thế này thì chúng ta cũng nên tránh những mã này, nên tránh đầu tư. Tin tức nữa đáng chú ý là về việc các cái doanh nghiệp chăn nuôi heo đang đua nhau tái đàn, khi mà giá thịt heo trong giai đoạn vừa qua tăng rất cao. Theo cục chăn nuôi thì công ty CP đã tăng đạt mức là 2,6 triệu con, tăng 1,1 triệu con so với thời điểm năm 2019. Tức là với mức tái đàn nhanh như thế này thì thậm chí là Dabaco cũng vậy, mức tăng cũng rất là cao. Thì khả năng Hòa Phát nữa thì khả năng với mức tăng đàn lên rất là cao như này thì giá thịt heo cũng đương có dấu hiệu chững lại rồi, giảm mức thấp nhất so với 3 tháng gần đây. Thì một số doanh nghiệp mà thực tế tiềm năng tăng trưởng của nó không phải là quá mạnh như là Dabaco thì anh chị cũng lưu ý, cổ phiếu cũng đi ngang thời gian dài rồi. Và thậm chí nhà nước cũng không thể để cái mức giá thịt heo liên tục cao như này, vẫn phải có trò chính sách để mà giảm xuống, vì giá thịt heo nó cũng góp phần làm tăng cái chỉ số CPI, chỉ số tiêu dùng lên rất là cao, gây nên cái nguy cơ lạm phát rất là lớn. Thì nhìn chung là tin tức cũng mang màu sắc không phải là quá tiêu cực, chưa có một tin tức nào tiêu cực vào thời điểm này. Tin tức tích cực thì cũng không phải quá nhiều, vẫn liên quan, có tin tức tích cực gần đây là có nhưng mà không phải quá lớn, vẫn đang chờ những cái chính sách về cái gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai, và cũng như là những tin tức tích cực liên quan đến dòng chứng khoán, khi mà những chính sách mới về chứng khoán sẽ có hiệu lực từ năm sau như là bán khống cổ phiếu rồi giao dịch T0, đương được nhà đầu tư rất là kỳ vọng. Thì giai đoạn này vẫn đương có những cái thông tin tích cực nhất định. Đi vào kết quả giao dịch phiên ngày hôm qua thì chúng ta thấy là một phiên tăng điểm từ đầu phiên, và sau đó áp lực bán cũng gia tăng và đóng cửa mức gần như tham chiếu 873 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì được mức rất là cao, 300 khối lượng giao dịch đạt mức là 320 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch là 5.624 tỷ, mức duy trì mức cao 3 phiên gần đây. Và một điều đáng lo ngại là khối ngoại vẫn liên tục bán dòng rất mạnh tay. Hôm qua thì nước ngoài bán là 352 tỷ. Duy trì mức 3 phiên gần đây đều bán rất là cao. Trong cái bối cảnh mà 3 phiên gần đây thanh khoản giao dịch đội lên rất là lớn này, thì chúng ta thấy một điều rằng là dòng tiền vào thị trường là có, nhưng mà cái áp lực bán ra cũng đương rất là mạnh, thì cho thấy là cái sự giằng co của thị trường đương rất lớn hiện nay. Trong giai đoạn tháng 5, tháng 6 vừa rồi, chúng ta thấy tháng 6 thanh khoản đội lên rất là mạnh, thì nhiều người cho rằng đây là cái sức mạnh của bên mua, nhưng thực tế thì đây là sức mạnh của cả hai bên, cả bên mua cả bên bán đều đương rất là mạnh tay. Và cái trạng thái giằng co này vẫn còn chưa biết được cái kết cục nó sẽ nghiêng về bên nào. Chính vì vậy đoạn này thì chúng ta cần phải lưu ý, giống như giai đoạn khoảng tháng 6 thị trường tăng mạnh nhưng mà điểm số cũng không có tăng được quá nhiều, thì sau đó thì cái lực mua và cái lượng tiền bên mua đã suy yếu đi, thị trường không thể tăng được điểm nữa thì sẽ có vào những cái trạng thái điều chỉnh và giảm điểm. Cái này chúng ta cần phải lưu ý, có thể là lặp lại những cái kịch bản tương tự hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vừa rồi. Thanh khoản tăng mạnh nhưng mà giá cổ phiếu không tăng được. Và với thời điểm hiện tại chúng ta thấy là những cái tin tức tích cực nhất có thể thì đương bày ra trước mắt rồi. Thông tin về những cái gói hỗ trợ kinh tế rồi người dân cũng đoạn này không quá quan tâm, bận tâm, nhà đầu tư đoạn này không quá bận tâm nhiều đến tình hình dịch bệnh.
và cũng như những thông tin tích cực về những triển vọng thị trường chứng khoán sắp tới. Mà đoạn này mà thị trường không có dấu hiệu tăng mạnh được thì khả năng suy giảm sẽ rất là cao. Chúng ta cần phải lưu ý quan sát đoạn này. Những cái yếu tố tích cực nhất để cho việc tăng giá nó cũng đã hiện ra rồi. Đi vào biểu đồ cung cầu trên thị trường, chúng ta thấy là chỉ số VN-Index vẫn đương nằm ở cái ngưỡng kháng cự khoảng 880, không vượt được. Và áp lực bán xuống là có. Biểu đồ trong ngắn hạn thì đương có xuất hiện những cái tín hiệu phân kỳ cảnh báo kết thúc cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Và với tình trạng hiện tại đương tạo một cái vùng đi ngang vùng khoảng 870-880 thì chúng ta lưu ý. Thứ nhất là chiều nếu mà điều chỉnh xuống những phiên hôm nay hoặc phiên sau mà xuống dưới những cái mức 870 thì có thể điều chỉnh lại về những vùng nền giá trước đây. Vùng nền giá trước đây vùng khoảng 850-855 ta lưu ý. Còn nếu mà tích cực mà vượt được những cái vùng 880, vùng 880 đoạn này mà vượt được mạnh thì cũng chưa có động lực. Cũng phải đợi tích lũy thêm 1-2 phiên nữa mới có động lực tiếp tục để mà tăng tiếp được. Và nếu vượt được vùng 880 tốt thì mục tiêu có thể hướng đến đó là những cái vùng khoảng trước đây, thứ nhất là 930 sẽ là mục tiêu 900, từ vùng 900 đến vùng 930. Đó là những mục tiêu tăng tiếp theo của thị trường. Và với tình hình thị trường hiện tại thì nhìn chung vẫn chưa có một tín hiệu gì xấu cả. Đoạn này chưa phát đi tín hiệu xấu. Thì một số cổ phiếu đơn lẻ mà có vẻ là chạy sau thị trường giống như dầu khí hoặc chứng khoán. À, có động thái là chạy so với những cái cổ phiếu khác, chúng ta vẫn có thể quan tâm nước sóng ít nhất là ngắn hạn tới cộng được, và chúng ta đoạn này vẫn tìm cổ phiếu, vẫn tìm điểm mua được. Tuy nhiên đối với những cổ phiếu mà đang tăng tốt rồi, đoạn này đó là cái thời điểm mà chúng ta canh chốt lời. Đoạn này những cổ phiếu đã có nhịp tăng tốt 15-20%, chỉ có những cổ phiếu tăng 30%, thì đây là thời điểm chúng ta nên xem xét canh chốt lời những cổ phiếu như vậy. Và vị thế mua mới chúng ta vẫn có thể theo dõi xem xét sang một số cổ phiếu khác. Nhưng mà thời điểm này là thời điểm mà chỉ có sóng ngắn hạn thôi. Chỉ có T cộng 3 phiên, 5 phiên hàng về chúng ta cũng sẽ canh chốt. Đi vào một số cổ phiếu đáng lưu ý thì đầu tiên có Dabaco, hôm qua anh chị cũng có hỏi. Đối với cổ phiếu Dabaco chúng ta thấy là đương đi vào một cái tam giác khá là lớn ở trong đồ thị tuần, thể hiện trạng thái sau một cái nhịp tăng rất mạnh thì đương có trạng thái tích lũy, và đoạn này cũng vào 2/3 tam giác rồi, khả năng break lên break xuống sẽ là có. Và với tình hình hiện tại thì anh chị thấy rồi, giá thịt heo bắt đầu chững lại rồi. Chững lại rất nhiều rồi, và trên đồ thị cũng thể hiện trạng thái tích lũy không mấy tích cực thời điểm này. Thì đối với Dabaco đoạn này là chúng ta hiện tại không lên tham gia. Có là thứ nhất là lên cánh chốt vì dù sao cũng yếu đi rồi. Khẳng định là cũng yếu đi rất nhiều rồi. Đối với Dabaco sau một giai đoạn tăng cũng rất là mạnh. 3 lần, tăng 3 lần, cổ phiếu tăng hơn 3 lần. Thì đây là cái vị thế chúng ta lên cánh chốt và lên bán nếu mà nó gãy đường xu hướng trong cái tam giác chúng ta vừa kể là vùng khoảng 44, hiện tại đường là 46, nếu mà gãy xuống 44 là lên cánh bán sớm đối với cổ phiếu này. Chiều mua, ngược lại chiều mua chúng ta xem xét nếu mà vượt được. Nếu mà vượt được những cái vùng 52 khả năng này khó có thể xảy ra được. Vượt vùng 52 tích cực thì chúng ta có thể quay lại với điểm mua cổ phiếu Dabaco. Đoạn này thì có chúng ta lên cánh bán. Vì nó dù sao cũng đang rất là xa. Xa con dao găm 30% rồi, và thường trước đó là có thể lên 50%. Những cái thời điểm mà
40%. Thời điểm mà tăng quá xa hai đường giao găm thì nhịp điều chỉnh về lại sẽ là có. Chúng ta lưu ý. Đoạn này là đoạn lên kênh bán. Ở một cổ phiếu nữa anh chị có hỏi là OGC. OGC cũng chưa biết. OGC gần đây cũng có tin là trả nợ các thứ, cũng không phải thực sự quá nổi bật đối với biểu đồ OGC trong trong dài hạn đồ thị tuần thì đương có một đà tăng rất là tốt. Thành lá cờ ở đây. Và nó cũng đương chạm những cái vùng này rồi, vùng giá 5. Vùng giá 5 khả năng sẽ có sự suy yếu đối với OGC. Chúng thấy là biểu đồ tăng cũng bắt đầu vẫn còn mạnh. Biểu đồ tăng thì có sức mạnh tăng giá của nó vẫn còn mạnh. Và trạng thái hai kiếm thì cũng đương yếu dần này, khả năng sẽ sớm tích lũy trở lại đối với OGC. Và điểm mua thì chúng ta có thể theo dõi nếu nó test lại những cái vùng khoảng 4.2. 4.2 chúng ta canh mua được. 4.0 đến 4.2 sẽ là điểm chúng ta canh mua đối với OGC được. Đoạn này thì xu hướng tăng đương yếu dần. Rồi, đó là những mã anh chị có hỏi ngày hôm qua. Đi vào một số cổ phiếu có dòng tiền, chủ yếu là những cái phiên hôm qua là cổ phiếu thuộc nhóm ngành dầu khí, có PVD. PVD tăng tốt, một phiên tăng rất mạnh vượt mây. Thanh khoản vào cũng rất mạnh. Biểu đồ đồ thị ngày của PVD là khẳng định là tích cực. Tuy nhiên vùng kháng cự của nó cũng sẽ rất là gần vùng khoảng 13, hiện tại đường 11.5, còn ra còn khoảng 10% nữa. 10% nữa thì đối với PVD anh chị có thể theo dõi lướt sóng T cộng thì còn được. Và nếu mà điều chỉnh về lại những cái vùng khoảng 11, 10.9 đến vùng 11, chúng ta vẫn vào lướt sóng T cộng được. Mục tiêu về lại những vùng khoảng 10, đỉnh cũ là khoảng 12.5 vùng này, vùng giá trước đây, và 12.5-13 đấy mục tiêu của PVD. Dòng dầu khí mục tiêu cũng không có dài hạn ở thời điểm này. Kháng cự trong dài hạn vẫn còn và còn rất mạnh. Thì mua chúng ta xem xét mua T cộng thôi. Rồi PVF chắc cũng tương tự, dầu khí chạy chung, chung một biểu đồ. PVS thì kháng cự của nó đương ở vùng giá khoảng 15, đương 13, 15 thì upside cũng còn tương đối nhiều, thì PVS đương khả quan hơn. Chúng ta có thể theo dõi PVS. Vùng giá này chúng ta vẫn canh mua được đối với PVS. Mục tiêu là khoảng vùng giá 15. Thì PVS chúng ta có thể theo dõi mua được. GTN. GTN chưa vượt được cái đỉnh này. Trạng thái tăng cũng đương yếu đi, hai cách cũng khá là xa giao găm rồi, thì khả năng đi ngang vùng này là chính rồi. GTN chúng ta cũng chưa có điểm mua. Điểm mua chúng ta sẽ mua. Đoạn này cũng đứng tích lũy chặt rồi, thì điểm mua chúng ta sẽ mua nếu vượt được cái vùng 26 này. Vượt đỉnh 26 chúng ta theo dõi mua được. Và mục tiêu nếu mà vượt đỉnh 26 chúng ta cứ đo cái biên dao động đoạn vừa rồi. Chúng ta đưa lên. Thì mục tiêu đâu đó quanh vùng vượt đỉnh 26 đến vùng 30 thì chúng ta vẫn có thể một nhịp nước sóng ngắn thôi. Sona để gì Châu Đức nữa. Sona để gì Châu Đức ngắn hạn vẫn còn đà tăng.
và đà tăng của nó tiếp tục, nhưng đợt này là nó sẽ tăng yếu hơn những nhịp trước đây khá là nhiều, khi mà giá cũng khách xa đường giao găm rồi. 22% upside vẫn còn có thể là khoảng 10 12% nữa. Đối với Suna Đề Di Chủ Đức thì anh chị vẫn có thể theo dõi, có vẫn giữ được. Chiều mua mới lưu ý tuần sau, bắt đầu nếu mà không tạo đỉnh mới có thể hình thành những trạng thái cân bằng ở đây thì có thể điều chỉnh lại. Trong dài hạn, Suna Đề Di Chủ Đức chúng ta có thể theo dõi mua nếu mà test lại những cái vùng khoảng 23 cho đến 24. Ngắn hạn chúng ta vẫn còn xem xét đoạn này vào lướt sóng T cộng được. Đối với Suna Đề Di Chủ Đức, Đạm Phú Mỹ test lại chưa lập gap. Đạm Phú Mỹ thì đổi tuần đường chạm những vùng cản giao găm. Tuy nhiên đà tăng vẫn còn và vẫn còn rất là mạnh. Chiều mua chúng ta có thể theo dõi mua, nhất là test giao găm. Test lại giao găm vùng giá khoảng 14.5 vùng 15. Hoặc vượt hẳn lên hết những cái vùng giao găm, đây là vượt vùng khoảng 16.7. 16.7 chúng ta vẫn có thể tiếp tục xem xét nếu mà vượt được vùng này vào. Mục tiêu là những cái vùng khoảng 20 thì upside vẫn còn rất là nhiều. Chúng ta có thể chờ được 16, 16.7 mục cũng không có quá nhiều, chúng ta chờ vượt hẳn chúng ta vào sau hoặc chờ chỉnh chúng ta vào. DGC 3 cây liên tiếp rồi, yếu rồi. DGC chúng ta theo dõi đoạn này rõ ràng chờ về vùng khoảng 36. 36 chúng ta canh mua. Chờ mãi nó cũng yếu đi. Và với những mã này nó vượt gần như vượt xem nào. 9 đường chạm những vùng đỉnh cũ. Không, qua đỉnh rồi. Cũ là 37. Vượt hết đỉnh rồi thì chúng ta thấy là khả năng tăng của nó vẫn còn và sẽ còn rất mạnh. Thấy một lá cờ tăng giá đây và đã vượt qua rồi thì upside của nó có khả năng vẫn còn rất là lớn. Đối với DGC có thể lên quanh vùng 49-50. Thì nhịp điều chỉnh nếu có chúng ta sẽ canh mua. Những nhịp điều chỉnh chúng ta quan sát vùng 36-5. Và cuối cùng là PLX. Ba phiên tăng mạnh liên tiếp và đã vượt qua kháng cự giao găm. Đối với PLX chiều mua chúng ta theo xem xét, nếu mà test lại giao găm chúng ta mua. Upside đoạn này khẳng định không còn nhiều. Còn upside đoạn này còn về vùng khoảng 58. 58. 58 là kháng cự giao găm, bóng giao găm. Còn khoảng 14% nữa. Thì đối với đồ thị ngày đà tăng vẫn còn và vẫn còn rất mạnh, mới vượt được các cái vùng đỉnh cũ này. Thì chiều mua chúng ta có thể theo dõi vùng giá này, test lại khoảng một phần vùng 50 thôi. 50 chúng ta vào lướt sóng T cộng vẫn được đối với PLX. Mục tiêu là về vùng khoảng 58. Còn nếu mà điều chỉnh mạnh về vùng 46 chúng ta mua quá ổn. Vùng này chúng ta theo dõi vùng 50, 50 vẫn là điểm vào. Rồi, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta đáng lưu ý, thì hầu hết là những cổ phiếu mà có sự chú ý dòng tiền là đều có cái điểm mua ổn, đều có điểm mua tốt. Hầu hết chúng ta đều có một điểm mua tốt trong lướt sóng T cộng. Rồi, nếu anh chị mà có cổ phiếu là quan tâm thì có thể chat chat trong room hỏi đáp ITP hoặc là chat riêng trên Zalo thì em sẽ trực tiếp trả lời. Còn nếu anh chị muốn giải thích kỹ hơn những cổ phiếu thì có thể để lại comment ở dưới video thì em sẽ trả lời trong những video sau.
Cảm ơn quý vị anh chị đã chú ý lắng nghe theo dõi bản tin buổi sáng của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.